Đầu tiên đến với lỗi thứ nhất, em biết đó là lỗi gì không? Liên quan tới cái melee mới nha. Phải đánh liên tục hả? Sai rồi. Nhưng mà trước tiên đợi anh đi lấy cái melee mới, cái muốn đi chung không? Rồi thì ở cái lỗi bung này á, bạn fan này kêu mình là sử dụng chiêu dách của quyết quy thực và nhanh tay đổi qua mấy cái chát quỷ hoặc là kiếm gì đó cũng được. Thì nó sẽ bay siêu xa luôn. Bằng nhau thôi ơi, em đứng bằng nhau thôi ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đứng gần với đất để cho nó bay bằng bung, rồi sau đó mình sẽ bay cách bình thường nha các bạn, để xem coi. Ui, xa hơn thiệt kìa. Ui, xa hơn, xa hơn 2-3 cm luôn nha các bạn. Thì mình cũng không biết mình có làm đúng hay không nữa, nhưng mà mình thấy có khá là nhiều bạn chỉ mình cái lỗi bung này, nhưng mà mình làm thì nó bay không tí à. Tiếp theo sẽ đến với lỗi bung thứ hai, đó chính là một lỗi bung liên quan tới chiếc thuyền. Em nghe là em biết lỗi bung gì chưa? Lỗi bung dăng chiếc thuyền lên bờ nữa đúng không? À sao biết hay vậy? Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi đến Sea Castle nha các bạn, một cái nơi mà gần cảng biển nhất trong Lockwood. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mua chiếc thuyền ngẫu nhiên nào đó, mình sẽ mua cái thuyền bay cho đổi không khí tới nha các bạn. Rồi lên thuyền, anh chở em đi ra ngoài biển nè. Let's go. Thì sau khi mà các bạn ra một nơi trống trải rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần bấm vô cái nút hôm, bấm vô nút hôm và canh nó còn 1 giây, sau đó thì các bạn nhanh chóng chạy lên ghế lái nha. Chôn chôn ven. Ôi ôi được cả. Oh my god. Giờ em nhảy ra cái em ở Sea Castle luôn. Coi này Phúc, qua đây, qua đây, lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, nó chạy vào luôn kìa. Nó lớn quá, nó gắt chỉ. Thì hôm nay là do Vy Đắc mới đi mổ xong nên là nó không có nói lớn được nha. Nói lớn quá là nó bị gắt chỉ. Càng hơn cả cho mình nha. Mình nói được có nửa cái miệng à. Thì cái bung này mình cảm thấy nó bá đạo hơn những cái bung khác, tại vì nó có thể đem cái thuyền bự lên luôn. Rồi các bạn ơi, thì tụi mình vừa đổi cái địa điểm set bond, có nghĩa là bây giờ mình sẽ đem cái thuyền này về mansion luôn nha các bạn, để mình thử xem coi được hay không nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ bật cái teleport lên và đợi tới 1 giây. Ôi ui ui, what the fuck, đâu hả? Anh đang ở đâu, ở dưới lòng đất này ông nội? Em thấy anh dưới rồi đó. À cái này đỉnh đó, cái này đỉnh đó, lần đầu tiên bị luôn nha. Rồi bây giờ thì các bạn có thể khám phá bên trong con rùa nha các bạn. Bên trong con rùa. Ui bên trong con rùa đen thui rồi, y chang em nha Phú. Hình như mới phát hiện ra được cái gì đó Phú ơi. Ui vãi cái chưởng cục gì đây. Rồi cái này mình cũng mới thấy lần đầu luôn nè. Ui chuẩn luôn. Anh tìm được cái chỗ thức tỉnh chát quỷ ở C3 rồi. Rồi mình được thức tỉnh vô hạn tiếp nữa. Không. Đến với lỗi bung thứ ba của ngày hôm nay, đó chính là lỗi bung liên quan tới cái kiếm Rengoku, kiếm sĩ diệt quỷ. Em có cây Rengoku trong kho không? Không. Trời gà vậy. Ok, đầu tiên các bạn lấy ra cho mình cây kiếm Rengoku nha các bạn. Mày dở hả? Dạ dạ hơn, chạy hơn Alice nữa đó. Thằng nào cho đen là tao chém hết. Mày. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn bật cái kho đồ lên cho mình và bấm ngay cây kiếm Rengoku. Đó. Sau đó thì các bạn phải nhanh tay, thiệt là nhanh tay nha. Bấm vô cái tháo trang bị và xài chiêu ít. Ý. Và bây giờ các bạn, ủa fail rồi. Cái gì vậy các bạn? Tháo trang bị và xài chiêu ít đó. Được rồi. Ui ôi các bạn thấy không, bây giờ màn hình các bạn sẽ bốc lửa liên tục luôn. Ê gì vậy? Ôi các bạn ơi, lưu ý lớn nhất đó chính là không nên làm lỗ bung kế bên với đất nha, cứu tôi. Thì ôi cái gì vậy? Ôi sao anh ở giữa vũ trụ rồi? Rồi Bị kích luôn rồi. What the fuck? Về đặt của làm anh Crazy Land vì ba anh lần thứ hai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lỗ bung thứ tư, một lỗ bung liên quan tới trái portal. Thì bây giờ nè, em thử sử dụng chiêu X của trái portal xong rồi bấm vô cái thanh trắng ở phía trên đó, em biết không? Ok. Rồi làm thử đi. Rồi bấm, đứng yên chỗ thôi nha, đừng di chuyển nha. Ok, em đang đè lại thanh trắng á. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ Vidắc sẽ tàn hình luôn. Thì đây chính là cách mà chúng ta có thể sử dụng lại cái bung tàn hình. Thậm chí là nó còn đỉnh hơn nữa, khi mà các bạn sử dụng hai kêu quan sát cũng không thể nào mà tìm thấy được Vidắc luôn. Mình analyze xong rồi mình spam chiêu cho người nó thử nha. Đó, các bạn thấy không? Nó không hiện ra luôn. Nó mình đâu biết nó đứng đây đâu. Đó, đó, sao biết đứng đây được? Buông ra đây Phúc, buông ra đây. Thằng này mày lớn lắm mày. Nhưng mà tàng hình thiệt. Thì để làm được cái lỗi này cực kỳ đơn giản luôn nha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải sử dụng chiêu X của trái portal và giữ chuột phải của thanh màu trắng trên đây. Em thấy anh tàng hình không? Phải hết chiêu mới vậy. Ôi tàng hình thiệt rồi. Chuẩn không? Chuẩn. Và khi mà chúng ta bỏ ra thì quầy. Ui sao người nó phát sáng luôn vậy? Em thấy người mà phát sáng không? Hay. Ôi đỉnh vãi. Thì với cái lỗi này ngoài việc mà các bạn tàng hình ra thì nó còn khiến cho nhân vật của chúng ta phát sáng nữa nha. Quá đỉnh luôn. Em rồi ra đây nè Phúc. Ok. Đến với lỗ bung tiếp theo, đó chính là một lỗ bung liên quan tới trái kim cương. Thấy anh sáng không? Vừa có ánh sáng của trái bò tò còn kim cương nữa. Nhìn anh giờ đúng chói mắt luôn á. Binky nó kìa. Má gì đó vậy? Đúng là tác hại của việc coi TikTok quá 180 phút mà. Thì đầu tiên để làm được cái lỗ bung với trái diamond này, các bạn cần phải kiếm cho mình một cái góc mặt phẳng như thế này nha. Đó, cái mặt phẳng như thế này. Sau đó thì các bạn chỉ cần đứng gần đây và sử dụng chiêu ép lên. Đu! Vãi cái trường. À bây giờ hình như mới nhận ra là không cần đứng gần cái cây đâu, cần xài chiêu ép lên trời nó bay hay sao á. Thì mình cảm thấy là cái lỗi này khá là hữu dụng nha các bạn. Ví dụ như là một thằng đang xài chết shadow và gượt bạn đi. Trời ơi núp, xài chiêu ít lên trời. Rồi bỏ chạy luôn. Xài chiêu ít nè. Đâu rồi em đâu? Ủa gì nhanh vậy? Uầy, no.
Ok các bạn ơi, thì đến lõi tiếp theo của trái Mammoth, một trong những trái nặng cân nhất Blockfoot. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần mua chiếc thuyền và đi lại gần nó, sau đó thì chúng ta xài chiêu ít và ngồi lên chiếc thuyền. Hello. Sao thấy bá đạo không? Ủi em nè. Ôi đừng. Đó rồi. Tác dụng ngắn quá vậy ta. Thôi không sao, mất thì chúng ta chỉ cần làm lại thôi được. Cái này dễ mà, nó đi vòng vòng tí rồi xong rồi chạy về thuyền làm tiếp thêm cái nữa. Trời, tao nói cái lõi gì đâu mà nó ít có mệt ghê ha. Thú vị thiệt. Kìa kìa, con voi bơi kìa. Rồi xong mất tiêu rồi. Lõi bung này giống như Tết vậy các bạn. Quay qua quay lại cái mất tiêu rồi. Thì đến với lõi bung tiếp theo, đó chính là một lõi bung liên quan tới việc đi ra ngoài biển tìm kiếm những cái sea event. Và đương nhiên rồi, để đi ra biển thì mình sẽ mua con thuyền yêu thích của mình, con thuyền Beat Hunter. Em tính đi thuyền đó thiệt hả? Thiệt, đi nhanh nè. À, vậy chạy anh với. Quay. Em tưởng hiểu hết anh là Beat Hunter. Ồ, thiệt ra anh cũng không yêu thích lắm. Và cuối cùng là chúng ta cần phải đợi một cái sea event nào đó xuất hiện ra, như là con cá mập hay là mấy con cá nhỏ nhỏ cũng được. Anh đây em đếm 1, 2, 3 là xuất hiện không? Đếm thử. 1, 2. Rồi. Bắn. Đúng. Andrei, để sang cho mình Andrei ở chân bình. Lỗi nha, anh cũng chê tóc nhiều lắm. Đó, này. Khoan nha, bây giờ đợi anh, chịu hồi sea beat ra. Rồi, con nó có đánh không? Đánh đi. Kìa, có đánh kìa. Rồi bây giờ TB về Tiki Abot. Nhanh, về đây. Thì bây giờ các bạn chỉ cần quay lại chỗ hồi nãy là các bạn sẽ thấy được con Seabit vẫn đứng đó. Đó kìa, nó còn đứng đó kìa, thấy không? Không, thấy rồi. Thấy không, nó còn mắc cái đầu nó ngoài đó kìa. Rồi nó chui xuống nữa hay gì vậy? Thì bây giờ chúng ta có thể nhìn được con Seabit cho tới khi mà chiếc thuyền nó bị chìm đi nha. Đó các bạn thấy không? Nó tồn tại cũng khá lâu so với chiều hồi bình thường đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lõi bung tiếp theo. Em biết chúng ta ở C2 để làm gì không? Không, làm gì vậy? Đó chính là đi qua đảo Free Fire. Ê lộn, đảo Lửa Băng. Ây da, phút quay. Ây da nữa hả, trời hoài luôn á, thằng ngạc min này. Lộn chỗ. Rồi bây giờ thì các bạn lấy trái Kitsune cho mình nha. Thì bước tiếp theo là các bạn phải cần đi tích nổ cái trái Kitsune trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ biến hình lên dạng cáo trước một cái mới làm được cái bung này. Rồi, ngoái này nè. Sau đó sử dụng chiêu ít vô. Mày, ui, cái gì vậy? Ôi, em thấy mấy dùng màu sáng không? Ôi! Nè, không dùng chiếu ít xuống nước là được mà. À, hay vậy. Rồi, ok, thì nãy giờ mình làm không được nên là mình sẽ nhờ với Đắc làm thử nha. Okay. Nãy anh vụ là gần tường cũng đâu được đâu. Rồi, xài chiếu ít. Ui! Đó, thấy mình cắm đầu xuống nước không? Thấy. Hay vậy. Mà nãy anh thấy em kẹt dưới đất luôn mà. Ui! Nãy kẹt dưới đất là làm sát sót bên này nè. Thì như các bạn thấy đó, với lõi bung này thì chúng ta có thể đi xuống nước hay thậm chí là kẹt dưới lòng đất luôn. Và cách làm thì cũng khá là đơn giản, chỉ cần xài chiêu ít của trái Kitsune là được. Bây giờ thì các bạn chỉ cần sử dụng trái Kitsune và tập người cá thì các bạn có thể dễ dàng hạ gục được những người chơi 30 màu party bằng cách là xài chiêu ít của trái Kitsune để có thể đem họ xuống nước. Và đến với một lõi bung siêu bá đạo của trái Mochi V2 nữa. Đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị cho mình đó chính là trái Mochi có chiêu V và một người để chúng ta có thể test lên ha. Thì với cái bung này cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn sử dụng chiêu V lên người với Đắc và sau đó thì ao ra nha các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bị văng game ra, nhưng mà khi mà các bạn vào lại game thì thôi nhé. Đồ what the fuck. Dạ gì vậy, em đang đâu hả? Em đang Sino nè. Anh đây rồi. Ủa em ơi, sao em bị kẹt đây vĩnh viễn luôn hả? Anh làm cho mình hỏi ngã quỵ luôn rồi. Nhưng không sao, em nằm đi, lần này tới lượt anh nè. Thôi các bạn ơi, lỡ bung này đúng thiệt là đen tối mà. Thôi em bay đi rồi. Yeah, thoát. Thôi được rồi, để anh cố gắng tìm cách cứu em ra khỏi đó nha. Đến với lõi bung tiếp theo, một lõi bung có thể giúp các bạn cứu Vidac ra khỏi đây. Đầu tiên thì chúng ta cần phải lấy trái Berry Nomi ra trước nha. Rồi bây giờ thì ăn trái tường trắng vô. Rồi muốn thoát ra khỏi đây không? Muốn. Bây giờ anh xài chiêu C cho người em để em thoát game luôn nha. Là thoát ra khỏi game luôn ha. Ừ. Rồi. Rồi 1, 2, 3, dứt. Ao đi. Ok, thì bây giờ như các bạn thấy đó, chúng ta đã trong trạng thái bất tử của chế Berry Nomi. Mà không biết có thể bất tử thiệt không nữa. Quýnh nó thử rồi. Ây da, hơi sao bất tử lắm ta. Em vô lại phố. Quýnh anh thử thôi nha. Quýnh đi. Rồi, quýnh. Ây da. Em quýnh anh thử, nãy giờ đó em quýnh anh thử. Quýnh thử thôi. Ok các bạn ơi, thì cái lõi bung này nó không giúp các bạn cho nên bất tử nha. Đến với lõi bung tiếp theo thì các bạn có bao giờ thắc mắc là làm sao có thể biến trái Kitsune thành một trái có cánh được không? Có. Đương nhiên không phải là xài trái Fencon nha các bạn, bởi vì trái Fencon này thì rất là lỏ rồi. Mà thay vào đó thì các bạn cần phải đi đổi tộc cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần chuyển qua tộc Thiên Thần. Ôi, ra rồi các bạn ơi. Ra tộc Thiên Thần rồi. Mày. Ok, bật tộc Thiên Thần rồi, let's go. Thì sau khi các bạn bật tộc Thiên Thần lên, các bạn chỉ cần biến hình dạng Kitsune. Giờ sau khi, ui, ôi, anh mọc cánh cái thiệt nè. Ừ, ngầu vãi, ơ gan thiệt luôn ba. Ui, trái Kitsune bây giờ nó có thể mọc cánh được luôn rồi nha. What
The hell. Đẹp cơ, đẹp cơm nội. Rồi, siêu đẹp luôn nha. Thì với cái bung này các bạn có thể đi chụp hình sống ảo kiểu cũng khá là ngầu quá chứ. À, mà không hiểu sao cái cánh của cái tộc thiên thần này nhìn hợp với kitsune vãi luôn á. Và đến với lỗi tiếp theo vẫn là lỗi của tộc thiên thần, nhưng mà lần này chúng ta cần phải lấy một trái ác quỷ cũng khá là ngon nữa, đó chính là trái mochi. Ok, thì bây giờ chúng ta bật tộc thiên thần lên thêm một lần nữa và xài chiêu ép của trái mochi. Ủa nhầm, bây giờ các bạn phải bay lên trước chứ. Đó, bay lên nha, bật cái dạng bay của tộc thiên thần. Và sau đó thì xài chiêu ép của trái mochi. Ôi bắn tùm lum kìa. Ôi các bạn. Ôi, ơi, người da đen lần đầu thấy mưa kìa. Ai rồi, đứng đó đây, anh thả nước xuống nè. Ê, ôi anh tưởng nó bay vĩnh viễn luôn chứ. Ok, vậy thì đó chính là tất cả lá bung của ngày hôm nay. Và bài học của ngày hôm nay đó chính là có công mài sắt, có ngày nên bung tùm lum tùm la. Ây da, gì vậy?